Tả tra khảo. Bây giờ hãy tiếp tục học bài 30 tương với bài 10 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói tên Lý Xương Hạo. Lý Trang Hạo. Lý. Lý. Trang. Trang. Hạo. Hạo. Lý Trang Hạo. Lý Trang Hạo. Tôi tên Lý Xương Hạo. 我叫李昌浩. 我叫李昌浩. Tiên sinh Lý Xương Hạo. 李昌浩先生. 李昌浩先生.